Yuve hiếm hoi nói hết về chuyện tình cảm, tôi rất quý trọng bạn bè nên không thể nhìn mặt luôn vì họ phải quá lắm. Vào ngày 9 tháng 3 vừa qua, Yuve đã xuất hiện tại Vì Sao Đưa Anh Tới và trải lòng về tất tần tật tính cách của bản thân qua góc nhìn cung hoàng đạo. Thuộc cung cự giải, Yuve thừa nhận mình là người nhạy cảm, cầu toàn và thích những điều quen thuộc hơn là mới lạ. Và cũng trong talk show, Yuve nhìn lận lại những câu chuyện đã đi qua và bộc lộ cách giải quyết của mình trước những sự việc trong cuộc sống. Vậy trong tình yêu, tình bạn, Yuve là người như thế nào? Phân định rạch ròi giữa crush và tình yêu. Trải qua một số mối tình, Yuve nhận ra rằng tôi luôn phân định rạch ròi giữa crush và yêu. Yêu là phải bao gồm những cảm xúc mãnh liệt trong cuộc sống. Tôi rất bình tĩnh, nhưng trong tình yêu sẽ rất nóng. Nếu ai làm cho tôi nóng mặt, nóng máu, cảm xúc bừng bừng thì mới là yêu đấy. Nếu bị tổn thương khi yêu thì thật khó để bắt đầu trở lại. Nếu lỡ không đến được với nhau vì lý do nào thì tôi vẫn luôn trân trọng khoảng thời gian đó. Sau đó, tôi sẽ không nghĩ đến chuyện tình yêu nữa, chỉ tập trung cho công việc và gia đình. Thậm chí khi có người rất tốt đến với tôi cũng chối bỏ luôn vì sợ cảm giác mất mát. Thôi thà được bắt đầu sẽ không có kết thúc, Yuve nói. Về phía cạnh bạn bè, khi nào thì Yuve sẽ nghỉ chơi với đối phương? Yuve có một quan hệ khá rộng trong showbiz Việt. Cô thừa nhận mình ham vui và luôn quý trọng bạn bè. Thế nhưng vì vốn là người sống tình cảm, nhưng đôi khi đối phương làm điều quá đáng, Yuve sẵn sàng dừng liên lạc ngay. Yuve tâm sự, tôi rất quý trọng bạn bè nên để không nhìn mặt luôn thì họ phải quá lắm. Còn thông thường nếu cảm thấy có trục trặc trong mối quan hệ, tôi sẽ nhún nhường hơn để mọi thứ trôi qua thoải mái. Nếu từ phía họ làm tổn thương tôi một cách không chấp nhận được thì chắc chắn tôi sẽ không bao giờ chủ động liên hệ lại.